Chào đón các bác đến với đôi loa test. Trong tuần trước thì em có về được mấy đôi đấy. Có những đôi thì 6 triệu 9 là hàng đẹp. Có những đôi thì nó hơi bị sứt một chút thì 5 triệu 8 rồi là 5 triệu 3 cũng có. Còn hôm nay về tiếp được mấy đôi này nữa. Đôi này thì nó có bị cớn đấy bác nhé. Đây cầu cớn một chút. Nhưng khi bác đậy ê căng vào thì nó cũng che hết. Còn không thì bác về bác hơn đen vào đây hết đây này. Bị một chút này. Còn trên này cái trên này trên nóc không có gì, bình thường. Không sao. Đây là bụi này. Nó dính lau đi. Đấy, còn cái bên này thì ok. Thì báo cáo bác là con này được thiết kế với lại hai cái bát, hai loa bát ở bên hông nhé, hai bát bên hông ở phía trước này nữa. Mặt loa. Con này có chiều cao là 1m15. Chiều cao 1m15 đấy bác ạ. Chiều ngang này nó lên đến hơn 20, 22, 23. Chiều sâu này gần 40, 40. Loa nó quá to luôn, cực kỳ to. Và những dòng loa này thì báo cáo bác là em có thể test cả nhạc không lời, nhạc mạnh, nhạc nhẹ cho bác. Và clip này em sẽ test cho bác đấy nhé, con test nhé. Con test này, con này để cho bác 4 triệu 8. 4 triệu 8. Con này chơi nhạc gì cũng chơi được. Nhạc gì các bạn cũng chơi được. Nhạc gì nó cũng yêu. Lại con test. Thế đó. Đây ạ. À, cái cọc loa này nếu có một số cọc loa nó rỉ, nó gãy, em sẽ thay cọc loa bằng đồng cho bác cho nó ok. Đây, con test hi-fi này. Test T809 150W một loa. Độ nhạy 93 dB cơ ạ. Con này rất hay là trở kháng từ 4 đến 8 ohm. Âm ly nào cũng chơi được, âm ly 4 ohm đánh được mà 8 ohm đánh được, các bác chú ý hộ em nhé. Lỗ thông hơi phía sau. Hai lỗ thông hơi, trên cái, dưới cái nữa. Đấy. 4 triệu 8 một đôi loa này, báo cáo bác là to như con voi luôn. Clip này em Tuấn sẽ mở dòng nhạc nhẹ nhàng cho bác nghe được từng hơi thở khi đôi loa này xử lý. 4 triệu 8 các bác ạ. Không có đâu, bác nào nhanh tay lấy 4 triệu 8. Em để cho bác, được chưa? Mời các bác nhé. Cho các bác nghe từng hơi thở của em nó luôn. Em phát điện thoại không nhé. 300W một đôi đôi này đấy. Em phát không dây điện thoại vào luôn. Đấy. Ok chưa? Mời các bác đến với ca khúc gì nhỉ? Nghe Ngô Thúy Miên nhé. Cuộc tình ở đó mưa có rơi và nắng có phai trên cuộc tình yêu anh ngày nào ta đã yêu và ta đã mơ mơ trăng sao đưa đến bên người một lần gặp gỡ đã như quen thuở nào một lần gặp gỡ
cầu mong chẳng lạnh lùng. Em như một ngày mộng mà ta hằng ngại ngùng. Sẽ dù ta nghìn nhớ một ngày thoáng mây đưa, chuyện tình đã như mơ. Em như giọt rượu nặng rượu ta vào cuộc mộng. Em như vậy hoa đào quên ta lời thì thào. Sẽ qua đi ngày tháng tình rồi cũng xa xưa. Có những bản test khác ở trên kênh nhé, bác nào cần em gửi bản test cho. Mức giá của đôi test này có mức giá là 4,8 triệu. Em chào các bạn.